San tiết cổ thụ ở trên vùng cao này cô bác này. Đấy, mọi cái mặt hàng chúng được gửi cho cô bác thì đều có cái logo của bản em cô bác nhá. Đấy, chè này thì mẹ cháu được tự đi lên trên đồi chè và đi đi hái về xong là tự sao đó cô bác. Đấy, cháu được cũng rất là mong các bà cô chú anh chị sẽ ủng hộ cái gian hàng thương hiệu nho nhỏ của mình nhé cô bác. Ở đây thì cháu được sẽ gồm có là mật ong rừng này và mật ong khoái và có thêm là mật ong bạc hà cô bác nhé. Cháu được xin mến chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh bản em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Hôm nay thì là cũng là ngày cuối tuần rồi cô bác, thì cháu lực lại xuống thăm ông cụ mà sống một mình thêm một lần nữa cô bác. Và hôm nay thì cháu lực đi xuống thì cũng có được chị Trần Đồ Giáng Mi dặn cháu lực rằng là mua một chút thực phẩm. Chị Trần Đồ Giáng Mi cũng có dặn cháu lực rằng là mỗi lần cháu lực xuống thì trích tiền quý của chị ra là để mua cho ông cụ một chút thức ăn để cho ông nấu, để cho ông ăn cô bác. Hôm nay thì cháu xuống thì một tí nữa thì cháu lực sẽ ở lại nấu cơm cho ông và sẽ ăn cơm cùng ông luôn cô bác. Đấy, bây giờ thì trời thì cũng đang chuẩn bị dần là tối rồi cô bác này. Còn là bây giờ thì xin mời tất cả quý ông bà cô chú anh chị là theo dõi hết video ạ. Phải nói là trong thời gian qua thì cháu lực cũng rất là may mắn khi được có duyên và được biết đến chị Trần Đồ Giáng Mi. Mặc dù chị cũng chỉ là theo dõi cháu lực qua những cái thước phim mà những cái hoàn cảnh mà cháu lực chia sẻ lên, thì chị cũng rất là tin tưởng cháu lực và lúc nào cũng luôn luôn đồng hành cùng cháu lực để đi trao những cái phần quà và để đi hỗ trợ những cái hoàn cảnh mà còn khó khăn ở trên vùng cao đấy cô bác. Hôm nay thì cháu lực sẽ không có đi vào đường của nhà chú bên kia nữa, tại vì là cháu lực nhìn thấy là chú thả có chó ấy, cho nên là cháu lực sẽ không có dám vào. Ở đây thì hôm qua là chắc là bà con là cũng vừa mới gặt xong cái phần lúa của nhà mình thì cô bác này. Ở đây thì các cô các chú gặt ra để phơi, xong là đến lúc mà nó khô lên rồi thì gom lại thành từng đống một, xong là dùng cái máy tuốt để mà tuốt cho nó nhanh hơn cô bác. Ồ, có khi là hôm nay vừa mới gạt à nhỉ? Chắc là hôm qua gạt rồi, tại vì là cháu lực nhìn thấy là nó khô hết rồi. Ở đây thì bà con chắc là để quên cái pép ấy, cái pép nước các cô đựng ra để uống này. Ở đây thì có một cây ổi mà khá là to luôn các bác này. Cây ổi này thì chắc là cũng ít nhất là phải vài chục năm rồi. Cái gốc của nó thì rất là to. Không biết là trên kia còn có những cái quả ổi nào không? À, vẫn có đấy. Vẫn có, nhưng mà cũng có ít thôi, cho nên là cháu được sẽ không lên hái nữa. Còn phần lúa của ông cụ ấy của bác, cháu được không biết là ông ấy đã gặt chưa. Tí má mô hưng thế. Còn ở phía bên dưới ngôi nhà nhỏ nhỏ kia là cái ngôi nhà của người em trai của người ông ấy cô bác. Ông cụ thì sống ở cái ngôi nhà bên kia của cô bác này. Hoàn cảnh của ông cụ thì nếu mà cô bác có theo dõi từ đầu cái thước phim lên thì chắc là cô bác cũng có biết là hoàn cảnh của ông cụ là như thế nào rồi cô bác. Bây giờ thì cháu được đang nhìn thấy ông cụ là ở phần hiên nhà bên kia, không biết là ông ấy làm cái gì cô bác. Có thể như cô bác có thể theo dõi sâu, có thể như là một số cô bác có theo dõi sâu về những thước phim mà cháu lực chia sẻ lên, thì không biết hoàn cảnh của ông cụ mà sống một mình này thì cho cháu lực xin được phép là tóm tắt lại qua thêm một chút cô bác nhá. Thì ông cụ thì năm nay cũng là gần 70 tuổi rồi cô bác. Ông thì trước kia cũng có lấy một cho mình là một người vợ, nhưng mà do là không may là hai vợ chồng không có được với nhau một người con nào, thành ra là cái tình cảm của hai vợ chồng như vậy thì không có được gắn kết với nhau, cho nên là người vợ của ông đã quyết định và ra đi tìm một cái hạnh phúc mới cho mình và để lại cho ông một cuộc sống mà bơ vơ một mình thôi cô bác.
Vậy ông thì chắc là hôm nay vừa mới đi lấy củi về sao cô bác? Cháu Linh nhìn thấy là ở dưới cái phần cái phần sàn nhà của ông thì có khá là nhiều củi ở ở dưới đấy cô bác ạ. Hưng thì hôm nay không đi học à em? Đi học về rồi à? Bố đâu rồi? Ô cái ruộng này có phải ruộng nhà em không Hưng? Vâng ạ. Thử ruộng nhà em à? Vâng. Có đấy thả con gì vào trong này ấy? Có thả con gì? Rồi, nhưng mà anh sẽ nhìn thấy là nó bị đổ hết rồi. Các con lợn. À, đây. À, có hôm nay là có khi là con lợn sỏng của bác này. À, cái chỗ thửa ruộng này chắc là có khi là không có gặt được bao nhiêu thóc nữa. Cho được nhìn thấy là ruộng lợn đã phá đi gần hết rồi. Để văn này phải hút này đây dê. Văn này hút này ra. Ồ, ui. Xô ra. Ồ. Thế ông thì bảo là để củi ở bên ngoài này cho nó khô đi cô bác. À, mấy ngày hôm nay thì là trời còn đang nắng. Thấy ông thì ở nhà được nhìn thấy là ông cũng rất là chăm chỉ đi lấy rất là nhiều củi cô bác ạ. Đây nó dê. Đây còn là cái thức ăn thì cháu Đức sẽ để đây một chút này cô bác này, thì để một chút nữa đến bữa nấu cơm thì cháu Đức sẽ cùng ông là nấu cơm để ăn cơm luôn. Và hôm nay cháu Đức mua lên một chút thực phẩm cho ông với cô bác. Vừa rồi thì ông cũng có bảo với cháu Lực rằng là đằng sau nhà của ông thì cũng khá là rậm rạp rồi, cho nên là ông bảo là ông đi phát qua một chút đi cô bác. Vừa rồi thì ông cũng có bảo rằng là chuẩn bị đi ra đằng sau nhà của ông phát qua một chút của bác này, tại vì đằng sau nhà của ông thì chắc là cũng rất là rậm rạp rồi cô bác. Và bây giờ thì cháu Lực cũng sẽ theo chân ông là đi theo ông nữa, đi theo ông để đi phát xem nào. Nhà ông thì cháu Lực nhìn thấy là có một cái dao phát cỏ này thôi. Phát đến những điều ấy. Đấy. Ừ chứ, phải phát này chứ. Thấy ngôi nhà của ông thì dưới phần cái nền nhà của bác thì mình phải đi cúi đầu xuống thì mới dám đi qua được, chứ không là đầu mà cọc phải những cái thanh này thì rất là đau luôn các bác. Đấy, ông thì ở nhà cũng rất là chịu khó đấy các bác này. Nhìn thấy xung quanh nhà mình mà rậm rạp cái là ông là cùng cầm dao, cầm cuốc ra để phát luôn. Thế nếu mà xung quanh nhà mà mình để rậm rạp quá thì sợ là rắn rết nó sẽ đi chui vào trong nhà của mình đấy các bác. Đây, như cái thửa ruộng này thì là thửa ruộng của nhà ông này cô bác này, chắc là chỗ này sẽ bị thiệt hại một chút rồi, do là chắc là lợn hay là gà về phá hoại một chút đấy cô bác. Chắc không may là nhà chú của nhà em trai của ông là bị sỏng cái con lợn ra. Thằng dê sắp còn khâu bà. Thằng dê sắp còn khâu bà. Ban hoàn nương bao dính nào. Này, ông vừa bảo với cháu Lực rằng là ruộng nhà ông thì cũng nên thu hoạch rồi. Mấy hôm nay thì ông cũng đi lấy củi, thành ra là chưa có đi thu hoạch được. To làm được đấy cho dê lao bố. Hả? Dê lao á? Đấy, ở phần trên kia thì cũng là đất của nhà ông hết rồi cô bác này. Ông thì phát xung quanh hết rồi, phát phải nói là ông phát nhà cho nó thoáng cái nhà của mình đi ấy. Hãy ở phần phía cái gì không phải lấy
Ồ, cái lái 50 tấn. Ồ. Đấy, phần xung quanh nhà đằng sau cái chỗ ngủ của ông thì cháu Lực cũng đã nghe theo lời của chị Trần Đỗ Giáng My là đi mua tôn về để lập cho ông. Và bây giờ thì có những cơn mưa to hay là có những cơn gió to thì sẽ không có ảnh hưởng tới những cái giấc ngủ của ông nữa. Ông thì cũng rất là vui khi mà cháu Lực xuống và chia sẻ cái hoàn cảnh của ông, thì cũng được là chị Trần Đỗ Giáng My cũng có đồng hành cùng cháu Lực và muốn là giúp đỡ ông hết cái quãng đời mà ông còn lại, cô bác. Thì cũng phải là nói là rất biết ơn chị Trần Đỗ Giáng My rất là nhiều, cô bác. Mà là phát phát đấy này hả yêu à? Mà phát đến này hứ à mẹ hứ à thì ngủ phải đi dân chẳng thì ngủ lúc khẩn phải không à? Ừ, giờ tôi cắm khẩu một điểm nữa. Đúng gì ta? Ồ. Vậy ông thì vừa bảo với cháu Lực rằng là bây giờ cũng trời dần tối rồi đấy cô bác, cho nên là ông sẽ đi cắm cơm trước cháu Lực một chút nữa, thì một tí nữa cháu Lực lên thì cháu Lực sẽ nấu cơm cho ông, là cùng ăn ông ăn thêm một bữa nữa luôn cô bác. Trước hồi nhỏ của cháu Lực cũng hay lên trên nương cô bác, cầm theo cái con dao phát này này lên phát, phải nói là nhà cháu Lực cũng có nương. Nếu mà mỗi lần trồng đậu tương thì cũng thu hoạch được khoảng tầm là tầm 7-8 bao gì đấy cô bác ạ. Cái cây cỏ này nếu mà cứa vạch chân đấy cô bác này thì rất là ngứa luôn cô bác. Mặc dù nó rất là nhỏ thôi nhưng mà cái lá của nó này rất là sắc. Nếu mà nó cứa phải mình, nó tạo cho mình một cái vết mà đỏ 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 qua. Mà bên mà nó còn tạo cho mình thêm là một chút như kiểu là bị mụn đấy cô bác. Thành ra là nó rất là ngứa. Tí nữa thì hỏng cái con dao của ông. Hãy đi vào hướng bên này xem là còn chỗ nào mà rậm rạp hay không thì để phát cho ông luôn. Ông có kể với cháu Lực rằng là cái củ này này cô bác này, củ này thì nếu mà để mà hầm hầm với xương ấy thì cũng vừa thấy đi, cháu Lực cũng có mua ít xương lên. Dê cái chát này bắt nó vào đóng ra đúc vào là khâu đóng ra đúc rồi đấy, để lá nó đúc mà thôi mà. Đấy, cháu Lực sẽ đào một chút củ này để một tí nữa sẽ nấu với canh xương một chút cô bác. Cái củ này thì hình như là cũng là một cái củ mà là bài thuốc ấy thì cô bác ạ, củ này. Đấy, cho nên là ông tận dụng lại để ông trồng. Nên mơ tơ mai đắm mắt dè này à? Mơ tơ mai đắm mắt này à? Ồ, đâu mơ tơ mai đắm mắt đấy? Ờ. Ồ. Đào lấy một hai nhánh để đi về nấu cùng canh xương lại khoai lang. Cái củ này thì nó có gai cô bác ạ. Chắc như này thì cũng đủ rồi cô bác ạ. Đấy, ở cái chỗ này là cái chỗ mà hình như là tắm giặt của ông luôn đấy cô bác. Ở đây thì có một cái ao của nhà chú ở dưới này luôn. Ui, củ này có gai, rất là nhiều gai củ này ấy. Này có rất là nhiều gai rồi các bác này, toàn gai gai xung quanh nó thôi. Xung quanh cả. Cái chỗ này thì ông không dùng cái nước này để mà nấu cơm đâu các bác. Ông dùng nước của ông nấu cơm thì ông di tít bên kia để lấy. Cắm chỉ bà là dê khâu à bà nào.
Cắm chỉ vào à? Ờ. Đấy, cái củ này thì có rất là nhiều gai này các bác này. Đấy, muốn ăn được cái củ này thì cũng phải là phải gọi là chảy ra chóc vảy một tí thì mới ăn được ấy các bác. Đấy, cái này thì lấy cái này thì nhổ ra thì mình gọt cái gai của nó đi, xong là gọt thêm một cái lớp vỏ của nó đi này các bác này. Đấy, cái củ này thì cháu được thấy là người già hay là dùng để mà nấu với canh xương ấy các bác. Đấy, vừa rồi thì cháu được có lấy ra được một ít thôi thì chào cháu bố em phá. Ừ, mua xuống cái đấy đi. Đàn nhắn tụt xuống. Tụt xuống. Đây, vừa rồi thì cháu Lực xuống thì cháu Lực cũng có mua thêm một con gà của bác. Cái gà này thì cháu Lực sẽ để người ta là mổ sắn cho cháu Lực luôn. Và đi xuống cái nhà ông cụ thì chỉ cần việc là bỏ ra là để rửa lại xong là luộc lên là được rồi cô bác. Hôm nay thì cháu được xé cho ông cụ là ăn thịt gà luộc cô bác nhé. Ừ. Hôm nay thì cháu được đi xuống nhà của ông cụ thì cháu được mua trích tiền của chị Trần Đỗ Giáng My ra. À, cái khoản này thì cũng được chị Trần Đỗ Giáng My ra. Cái khoản này thì cũng được chị Trần Đỗ Giáng My là nhắn tin cho cháu Lực, bảo với cháu Lực là như vậy rồi. Cháu Lực có mua cho ông cụ gà này thì là gà chân đen của cô bác này. Gà này thì gà ta thì là 180.000 và cái xương và xương này thì là 100.000 cô bác này. Thì sẽ để ông nấu với lại cái bí đỏ này. Và cháu Lực mua cà chua với lại khoai tây thì 50.000. Mua cái củ này thì cũng là 50.000 đấy cô bác này. Ở trên xá thì có vẻ như là người ta bán những cái đồ này thì sẽ hơi đắt một chút đấy cô bác. Tên phong thì sao rồi đó, nhiều quá đấy. Tại vì lọt này lạc mắt ta. Ủa bên này thì xin xe các tiên sát nào rồi đấy. Ừ, ông cũng vừa mới bảo với cháu Lực rằng là hôm nọ cũng có được bên nhà nước hay sao các bác hỗ trợ cho là một cái nồi, mà cái nồi kia là cái nồi đun bằng bằng củi các bác. Nên một tí nữa thì cháu được sẽ quay cho cô bác anh chị là cũng biết là hôm nọ ông ăn được hỗ trợ là về cái nồi nào cô bác. Đây, ở đây này cô bác này, đây là cái bếp này cô bác. Đây thì là cái bếp mà bếp than tổ ông ấy cô bác. Đấy, bây giờ thì cháu được xé luộc gà trước cô bác ạ. Luộc gà trước. Ông ấy mình dè bên nắp bọc này dè. Ừ. Nắp bọc mày à? Ừ. Ông mi nó. Ông ấy làm tắt rồi. Mà dè đóng nắm này là xuống nó. Ừ.
món chảo nướng ba lá nữa gì ạ? Món chảo ạ. Ừ. Cái van này đóng tán nữ, bán nữ. Mày đang gì? Chế đúng hàng mà cái gì vậy? Đúng chưa? Đúng chưa ta? Ừ. Mỗi lần là cháu được đi xuống nấu cơm cùng ông cụ các bác thì ông cũng rất là nhiệt tình, khi mà thấy cháu Lực cần những cái vật dụng gì thì ông đều lấy về cho cháu Lực cả cô bác. Mặc dù là cháu Lực không có nói gì nha cô bác nhé, ông tự cảm nhận thấy rằng là cháu Lực đang cần là cái chảo hay là cái nồi thì ông đều là đi tìm và rửa cho cháu Lực cô bác ạ. Ờ rồi. Giờ mình ăn ở chung ăn nó tứ nó. Bây giờ thì hai ông cháu đang luộc gà thì cháu Lực xin được phép là biếu trong một cái chai mật ong của bác. Hay ở trên tay của cháu Lực thì đang cầm một lít mật ong, mà ở đây thì là mật ong khoái rừng này cô bác này. Và cái công dụng của mật ong thì giúp ổn định huyết áp này, ngăn ngừa bệnh tim mạch này, giúp cho giấc ngủ ngon hơn và tăng cường cái hệ miễn dịch của mình, tốt cho gan và làm giảm viêm họng, chống lão hóa, tốt cho gan, hỗ trợ giảm cân, ngăn ngừa viêm xương khớp này, giảm ốm nghén cho bà bầu cô bác nhé. Cái mật ong này thì là cháu Lực đi thu mua được của các em Quân và em Sử, các em mới có gửi cho cháu Lực để bán đấy cô bác. Đấy, mỗi cái sản phẩm cháu Lực gửi cho cô bác thì đều có một cái lớp vỏ ni lông bọc ở trên này cô bác nhé. Cái chai này thì cháu Lực sẽ mua giúp cho em Hải, em Sử với lại em Quân là để biếu cho ông cụ luôn cô bác này. Đấy, ở đây thì có cái nắp này thì nếu mà cô bác mà kiểm tra mà nó đã vặn rồi thì đây sẽ có một chút ga cô bác nhé. Đây là sẽ có một chút ga lên này. Đấy, ông thì hôm nay cũng đi làm mà cả ngày vất vả cô bác. Đây mật ong thì rất là đặc sệt luôn cô bác nhé. Đấy. Đấy, một tí nữa cho ông thì chỉ dạy cho ông bảo là mỗi lần đi làm về mệt mỏi cho ông pha uống một cốc thì nó sẽ giúp tốt cho ông rất là nhiều cô bác này. Đây, đây cháu được sẽ để đây cho ông luôn, một tí sẽ bảo với ông. À, dạy ông biết nắm đặt tới mân lồn không? Đây, ở đây thì nếu mà cô bác có nhận biết, muốn nhận biết là mật ong thật hay mật ong giả cô bác thì là mình đổ nước vào đây này cô bác này, đổ ra nó chưa có tan đâu cô bác, nó động lại ở dưới cái phần đáy của cái nắp luôn này cô bác này. Đấy, mình còn phải dùng đũa để khuấy lên thì nó mới tan hết được cô bác. Bây giờ thì trong lúc mà đang mà đợi gà thì bảo với ông uống một chút cho tốt của bác này. Rượu này ạ dê. Nắm mà thường tổ dê ạ. Đấy, ở pha chỉ chẳng nấu pha yếu, chẳng ham pha yếu. Gà thì bây giờ cũng đã sôi rồi.
hôm hôm ấy nghe hôm ra ông bảo với cháu Lực rằng là gà ông bảo với cháu Lực rằng là mật ong này rất là thơm này cô bác. Còn là bây giờ thì cháu Lực sẽ nấu cơm đã cô bác ạ. Chứ bây giờ ngoài trời thì cũng đã khá là tối rồi đấy. Có cô bác nào mà muốn quan tâm tới mật ong này, chè san tuyết này và hạt dổi này thì có thể điện thoại qua cho cháu Lực qua số điện thoại ở trên màn hình thì cháu Lực sẽ gửi những cái lít mật ong và những cái đặc sản ở trên vùng cao tới cho cô bác anh chị. Sẽ gồm một ít khoai tây này, với lại một ít cà chua này, cộng thêm mấy cái củ mà là vừa rồi cháu được đào về cô bác. Thì một tí sẽ để hầm với xương này. Úi trời ơi, rơi rồi. Rơi mấy củ này rồi. Rửa qua đã. rơi một tí rồi cô bác. Ngày hôm nay thì cháu được với lại bạn Hiệu sẽ ăn cơm cùng ông luôn. Đấy, bây giờ thì xương cũng đã nhừ rồi và cũng đã ngọt rồi. Cháu Lực sẽ đổ một chút cà chua này vào. Bạn nên đỏ là đâu? Đây, ở đây thì cháu Lực cũng có mua cho ông thêm một quả bí nữa. Xương thì vẫn còn có bác, để mai ông sẽ hầm xương ra tiếp. Ở đây quả bí này. Đấy, những cái phần này thì cháu Lực cũng được chị Trần Đồ Giáng My dặn cháu Lực rồi. Thì cháu Lực mới làm như vậy cô bác này. Bây giờ thì cháu Lực sẽ băm một chút thịt gà này. Gà này thì cháu có vẻ là rất là nhiều thịt luôn cô bác này. Trước khi muốn lấy vợ là phải biết băm thịt gà. Đấy. Hiệu có biết không? Hiệu có biết câu này chưa? Xem Lực biết băm thịt gà chưa để lấy được vợ. Đấy, đối với mình thì những cái băm thịt gà như này thì đối với mình thì nó quá là đơn giản rồi. Đấy, một con gà như này mình có thể băm làm 4 đĩa. Bạn hiểu không? Trong lúc mà mấy anh em làm thì sẽ có một chút tiếng cười thì nó sẽ vui hơn nữa. Đấy, mặc dù thì cháu Lực cũng chỉ biết là chặt thịt gà là chặt cho nó thành miếng vừa ăn thôi, chứ không có biết là chặt là siêu đẳng cấp bao nhiêu các bác. Không biết ông thì đã bao lâu chưa thịt gà rồi. Thế ông thì cũng bảo là từ rất là lâu rồi các bác chưa ăn thịt gà. Này có vẻ chỗ này thì hơi đỏ một chút cho nên là cháu Lực sẽ nhúng lại một chút đấy cô bác. Cho nồi luôn. Cái đùi nó đấy thì nó có thể là nó hơi cứ một tí không cho vào. Đấy không ăn. Đấy. Cứ để đấy. Chặt thịt gà là phải chặt dứt khoát thì nó mới không có bị nát cái miếng thịt gà. Phải không? Thế đấy. Ông ấy mới bị rỗng lá bắt cái mặt tật trình bao. Đấy, vừa rồi thì cháu Lực cũng có bảo dặn ông là đi gọi em của ông ra ăn cơm cùng. Em của ông thì cũng là một người mà cũng rất là yêu thương ông cô bác.
thì em của ông thì cũng có một người vợ mà bị một chút là thiểu năng trí tuệ các bác, cũng rất là khó. Cái đùi thì có vẻ là nó hơi và cũng rất là mong quý ông bà có chú anh chị sẽ thông cảm cho cháu Lực. Cháu Lực là nấu cơm không có đeo bao tay ấy cô bác. Cháu Lực cũng ở trên vùng cao này, thành ra là cũng nhìn thấy bà con đều là không có ai đeo bao tay cả, cho nên là sống ở đâu thì âu ở đấy thôi cô bác. Hôm nay cháu Lực cũng có mang theo một chút hạt dổi này cô bác này. Ở trên tay cháu Lực thì đang cầm là một lạng hạt dổi mà hôm nọ cháu Lực đi thu mua được ở trên cái chợ phiên cô bác. Hạt dổi này thì hoàn toàn là hạt dổi rừng cô bác ạ. Thành ra là rất là thơm. Khi mà cô bác mà nhận được ấy, cô bác mà mở cái túi zip này ra, các bác ngửi thấy nếu mà không phải cái không có mùi thơm chút nào ấy thì cô bác có thể điện thoại cho cháu Lực trực tiếp luôn và cháu Lực sẽ hoàn lại tiền cô bác. Bây giờ cháu Lực cũng mở ra một cái căn ngăn. Bây giờ thì cháu Lực cũng mở ra một cái gian hàng nhỏ nhỏ trên vùng cao. Thì nếu mà cháu Lực gửi những cái sản phẩm tới tay cho quý ông bà cô chú anh chị nó không đúng với cái sự thật mà đúng với cái quảng cáo mà cháu Lực nêu ra thì cô bác cũng có thể là mua, cô bác chỉ có thể là gọi là mua cho cháu một lần thôi và không có lần sau đúng không bác. Đấy, ở đây thì cháu Lực đập vào tầm 4-5 hộp cô bác ạ. Băm nhỏ ra rồi cô bác. Đấy, hạt dổi này thì lúc mình ướp mình muốn làm đồ nướng ấy cô bác thì mình ướp vào thì nó cũng rất là thơm. Cho thêm một chút muối, cộng thêm một chút là mì chính. Mì chính này thì cháu Lực sẽ cho vừa vừa thôi cô bác, ít thôi. Cơm rồi các bác này. Đây, bây giờ thì cháu Lực cũng chuẩn bị là cùng ông ăn cơm rồi các bác này. Hôm nay sẽ có thịt gà này với lại thêm
canh xương và lại khoai tây nữa cô bác. Và cũng có gọi thêm là em của ông dàn cơm cô bác. Còn bây giờ thì chắc là cháu được cùng sẽ cùng với lại ông với lại chú để ăn cơm thôi cô bác. Và cái thức phim hôm nay chắc là cháu được không xin được kết thúc ở lại thôi cô bác. Và ngoài trời thì cũng khá là tối rồi. Ăn cơm xong thì bây giờ cháu Đức cũng sẽ di chuyển là đi về trên nhà của mình của cô bác. Cái thức phim hôm nay thì cháu Đức cũng xin được kết thúc ở đây thôi cô bác ạ. Và hẹn gặp lại quý ông bà, cô chú anh chị ở những số tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác anh chị.